Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài, đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy pháp môn Tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa tập thứ nhất Cho Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng ngày 5 tháng 4 năm 2010 tại hiệp hội Phật đà giáo dục Hồng Kông. Thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Ngày hôm nay Nhằm Tiết thanh minh âm lịch Chúng tôi chọn ngày hôm nay Để bắt đầu giảng Đình đồ đại kinh giải diễn nghĩa đối với mọi người danh xưng này dường như rất xa lạ nhưng các vị đồng tu đã lâu trong nhà phật biết tịnh đồ đại kinh là kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ hiện thời có chính phiên bản khác nhau bản được chúng tôi chọn lựa chính là bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư. Sắp theo thứ tự triều đại trước sau. Bản này là bản cuối cùng. Là bản thứ chín. Giải là chú giải. Do đệ tử của Hà là lão cư sĩ Hoàng Điện Tổ chú giải. duyên khởi này cũng rất chẳng thể nghĩ bằng trong giáo pháp đại thừa cũng như trong phật môn mọi người đều cảm thấy kinh vô lượng thọ rất hy hữu ]为什么? vì sao vì thuở đức thế tôn tài thế giảng kinh 49. dạy học suốt 49 năm à, 49. trong 49 năm 49. ngài đã giảng khá nhiều kinh luận các kinh luận khác lão nhân gia chỉ giảng một lần Chẳng hề trùng lập Chỉ riêng kinh vô lượng thọ Được giảng trùng lập mấy lượt Đối với sự phiên dịch Tại Trung Quốc Từ dịch kinh mục lục Chúng ta thấy kinh này có 12 bản dịch Được phiên dịch nhiều nhất Từ Triều Hán Cho đến Triều Tống Trong vòng 800 năm Dịch 12 lần Lẽ đương nhiên nếu cùng một bản gốc Tuy có nhiều bản dịch Đương nhiên văn tự trong các bản dịch ấy khác nhau Nhưng nội dung chắc chắn là đại đồng tiểu dị Như Kinh Kim Cang có sáu bản dịch từ Đại Tạng Kinh Chúng ta có thể thấy sáu bản dịch ấy có cùng một nguyên bản bản gốc Cũng có nghĩa là Đức Thế Tôn chỉ giảng Kinh Kim Cang một lần Kinh Vô Lượng Thọ rất lạ. Những bản dịch sai biệt rất lớn. Chỗ rõ ràng nhất mà cũng là phần trọng yếu nhất trong kinh này. Chính là bổ nguyện của a di đà Phật. Hai Hiện tại chỉ còn lại 5 bản trong 12 bản dịch Đã thất truyền 7 bản Hiện thời trong Đại Tạng Kinh có một lục Ghi tựa đề của các bản dịch ấy Nhưng không có văn bản Đây là chuyện rất đáng tiếc nuôi. Trong năm bản dịch gốc còn được lưu truyền Hai bản ghi 48 nguyện 24 nguyện cũng được ghi trong hai bản Còn bản dịch đời tống Chép 36 nguyện sai biệt quá lớn Nếu bảo nguyên bản chỉ có một loại Chắc chắn không thể nào có sự sai biệt này Đó là chuyện chẳng thể xảy ra được Do vậy, từ chỗ có ba loại bổ nguyện sai biệt Cổ Đại Đức phán đoán Đối với bảy bản dịch đã thất truyền Do không biết nội dung Nên chẳng dám bàn tới Từ năm bản dịch này Khẳng định Đức Thế Tôn tối thiểu giảng Kinh Vô Lượng Thọ ba lần ba lượt nói bổ nguyện của a di đạ phật đức thế tôn nói các điều nguyện không giống nhau nên mới có sai việc dự đoán này rất hợp la tập bọn chúng ta đều có thể chấp nhận nhiều lần tuyên giảng đâu phải dễ nếu không phải là hết sức trọng yếu, đức thế tôn chẳng thể tuyên giảng nhiều lần, trong đại tạng kinh gần như chẳng tìm được dấu vết những bộ kinh khác được tuyên giảng nhiều lần. sở dĩ thổi còn tài thế, đức phật đã tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần, vì đây là bộ kinh vô cùng trọng yếu, nhất là chúng ta thấy. Thiện Đạo Đại Sư đã nói hai câu Ngài Thiện Đạo là người đời đường Theo truyền thuyết Ngài là a di Đà Phật Tái Lai Lời Ngài Thiện Đạo nói Chính là lời a di Đà Phật nói Ngài dài, như lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết di đà bổn nguyện hạnh, có nghĩa là nói thập phương chư phật thị hiện trong thế gian chỉ vì nguyên nhân này, qua phẩm qua tạng thế giới và phẩm thế giới thành tựu của kinh quan nghiêm, chúng ta thấy chủ trụ quan của nhà Phật triết học hiện đại bảo nội dung những điều được nói trong hai phẩm kinh trên đây là vũ trụ quan nhà phật quá lớn các nhà thiên văn học hiện thời chưa đạt tới cảnh giới này nói theo nhà phật sự quan sát và lý giải của các nhà thiên văn học vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới xa bạc Chúng tôi học kinh giáo nhiều năm như thế Thấy hầu hết các vị đại đức tiền bối Đã sớm cho rằng Một đơn vị thế giới nói trong kinh Phật là địa tộc Kinh nói Mặt trời xoay vòng quanh núi Tu Di rất nhiều người hiểu lầm Nghĩ núi Hi Mã Lạc Nhã Himalaya là Tu Di Sơn Sau này khoa học chứng minh Địa cầu hình tròn Nên gọi là địa cầu Chẳng khác gì các ngôi sao trên trời Cũng không thể coi là quá lớn được Địa cầu xoay quanh mặt trời Chứ không phải mặt trời xoay quanh địa cầu Họ biết có thái dương hệ Mặt trời xoay quanh hệ ngân hạ Nhưng chúng ta không có cách nào xoay chuyển quan niệm này Tu Di Sơn ở đâu? Chắc chắn Tu Di Sơn chẳng ở trên địa cầu Phật Pháp hình dung tu di sơn bằng danh xưng diệu căn. Chúng ta có thể hiểu chữ căn, nhưng chữ diệu rất khó hiểu. Chúng tôi vốn nghĩ một đơn vị thế giới trong kinh Phật là một cõi Phật. Tức là phạm vi giáo hóa của một vị Phật Giống như các khoa học gia hiện thời bảo là một hệ ngân hàng à, Kể từ năm 1986 86. Tôi kết duyên à, với... Quen biết lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ à, Thoạn ấy hai người chúng tôi vô cùng vui sướng Vì Hoàng Dương bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư vốn chỉ có hai người bọn tôi Cụ giảng bộ kinh này trong nước Tôi giảng bộ kinh này tại hải ngoại Chúng tôi gặp mặt Cụ Hoàng nêu lên vấn đề này cho tôi biết một đơn vị thế giới trong kinh Phật, chẳng phải là thái dương hệ, mà là hệ ngân hà. Trung tâm của hệ ngân hà là hắc độc. Tu Di Sơn phải là hắc độc. Sự cao lớn của hắc độc chúng ta có thể hiểu được nhưng cho đến hiện thời vẫn chưa có ai có thể lý giải tình trạng thật sự quá động chỉ biết là nó có sức hút rất lớn ngay cả ánh sáng cũng không có cách nào xuyên qua đều bị nó hút mất nó là cốt loại của hệ ngân hàng tất cả các tinh cầu đều xoay quanh cái lõi này cổ nhân trung quốc gọi nó là hoàng cực hệ ngân hà mới là một đơn vị thế giới một ngàn đơn vị thế giới gọi là một tiểu thiên thế giới đó chính là một ngàn hệ ngân hà một tiểu thiên thế giới đấy lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị một ngàn tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới một ngàn trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới một đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà mười ức hệ ngân hà các nhà thiên văn học hiện tại chưa thể quan sát điều này đây là khu vực giáo hóa của một đức phật kinh hoa nghiêm nói có vô lượng vô biên thế giới như vậy trong vũ trụ nói đến thế giới qua tạng thì thế giới hoa tạng giống như một cao ốc có hai mươi tầng thế giới sa bà và thế giới cực lạc đều thuộc tầng thứ mười ba lại chẳng biết có bao nhiêu thế giới giống như thế giới qua tạng đấy là thế giới quan của phật pháp thế giới đồ sộ Quả thật chẳng thể nghĩ bàn được Đức Phật Xuất hiện trong thế gian Khu vực giáo hóa của mỗi vị Phật nhỏ nhất Là một đại thiên thế giới Có trường hợp Hai ba đại thiên thế giới Hay năm sáu đại thiên thế giới Mười mấy đại thiên thế giới cũng có Phật cũng có phước báo to hay nhỏ khác nhau Nguyên nhân do đâu trong khi tu nhân Tâm lượng khác nhau Cho nên khi thành Phật Cảm quả cũng chẳng giống nhau Trừ điều này ra Chẳng có gì khác biệt Đây là nói Duyên quá độ chúng sanh không giống nhau Vì vậy Người học Phật Phải rộng kết pháp duyên Với hết thảy chúng sanh Trong tương lai Quý vị thành Phật Sẽ độ người khác đông đảo Rộng kết pháp duyên rất quan trọng Đức Phật thì hiện trong các cõi Phật khác nhau Đều do có duyên Chẳng thể nói là không có duyên Đều có duyên Duyên ấy rất phức tạp Dùng phương pháp ổn thỏa, thích đáng, đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng nào Để giúp người khác có thể trở về tự tánh Trở về tự tánh là thành Phật viên mạng trở về cùng cùng dùng phương pháp nào dùng phương pháp niệm Phật của tịnh độ do vậy ngài thiện đạo nói duy thuyết di đà bổ nguyện hải chỉ để nói bổ nguyện của Phật di đà kinh ấy là kinh gì kinh vô lượng thọ vì thế Kinh Vô Lượng Thọ Được gọi là Kinh bậc Nhất Trong Tịnh Tông Tịnh Độ Tông thật đơn giản Kinh điển để làm căn cứ Gồm năm thứ Thọ ấy Đức Thế Tôn giảng ba thứ Tức là ba bộ kinh Từ được gọi là Tịnh Độ Tam Kinh Vô Lượng Thọ Kinh A-di-đà Kinh Và Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Phân lượng cũng chẳng lớn nếu chỉ là kinh văn của ba bộ kinh Tức là chánh kinh không có phần chú giải In chung lại thành một quyển mỏng tăng Phân lượng rất ít Đơn giản, dễ dàng Nhưng thành tựu vô cùng thù thắng Thiện đạo đại sư cho chúng ta biết điều này Chúng ta phải tin tưởng Gặp được pháp môn này Chính là cơ duyên hy hữu trong một đời này Quý vị có được cơ hội này Có thể trở về tự tánh Có thể viên thành Phật Đạo Có thể gặp gỡ cơ hội này Bởi lẽ thân người khó được Phật Pháp khó gặp Chúng ta được làm thân người Gặp gỡ Phật Pháp Lại gặp được Pháp môn thù thắng Khôn sánh trong Phật Pháp phải trân quý cơ duyên này <laughs> Pháp môn này còn gọi là Pháp khó tin Do phương pháp quá đơn giản, quá dễ dàng nên rất nhiều vị Bồ Tát chẳng tin à Nói theo lý phải hết giọng mới có thể quay về nguồn được tám vạn bốn ngàn pháp môn đều chẳng tách lìa nguyên tắc này giọng là phiền não ba loại phiền não lớn là vô minh phiền não kiến tư phiền não và trần sa phiền não đây là ba loại lớn Đoạn kiến tư phiền não Lục đạo luân hồi chẳng còn nữa Bởi lẽ lục đạo chẳng thật Giống như một giấc mộng Quý vị chưa thoát khỏi lục đạo Đang nằm mộng vẫn chưa tỉnh Khi nào quý vị buông kiến tư phiền não xuống Kinh qua nghiêm gọi kiến tư phiền não là chấp trước đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian chẳng còn chấp trước Buồn kiến tư phiền não xuống quý vị bèn chứng quả a la hán a la hán đã tỉnh từ trong lục đạo tỉnh giấc mộng lớn bèn là a la hán lục đạo chẳng còn nữa lục đạo chẳng còn đã tỉnh vì sao quý vị vẫn còn ở trong mộng Quý vị còn có phân biệt Còn có dòng tưởng Những thứ này vẫn là phiền não Dạ hơn kiến tư phiền não một tí Nhưng vẫn còn Nếu phân biệt cũng buông xuống Chẳng còn phân biệt nữa Không chỉ là chẳng phân biệt Mà dòng tưởng cũng buông xuống Dòng tưởng là gì? Tôi thường gọi nó là khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Khởi tâm động niệm đều không có, đương nhiên chẳng có phân biệt chấp trước. Quý vị thật sự tỉnh mộng. Hãy tỉnh thì tứ thánh pháp giới đều không có. Tức là mười pháp giới chẳng có. Mười pháp giới bao gồm lục ừ. đạo, dưới là lục đạo trên là tứ thánh tứ thánh là thanh danh duyên giác bồ tát phật phật trong tứ thánh pháp giới cũng chẳng thật phải biết điều này đừng nên chấp trước trở nên phân biệt sau khi buông xuống những điều này chẳng thấy tứ thánh pháp giới nữa quý vị thật sự tỉnh khỏi cảnh mộng khi tỉnh ấy vẫn còn có tướng cảnh giới vẫn còn có tướng tướng gì vậy chúng ta thường gọi nó là nhất chân pháp giới là cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai chúng ta nói thế giới cực lạc kinh hoa nghiêm nói thế giới hoa tạng chúng đều là những cõi thật báo của như lai nói tới cõi thật báo của như lai quý vị phải nhớ nó là cõi thật báo của chính mình Tự tha bất nhị Tha là chư Phật như lai Thật sự chẳng hay Do vậy Trong mấy năm gần đây Chúng tôi cực lực đề xứng Phật sự sử dụng trong tình tông Là tam thời hệ niệm Do Thiền Sư Trung Phong biên soạn ngài là bậc đại đức trong thiền tông. quý vị thấy ngài biên soạn nghi thức thề niệm hoàn toàn dùng giáo nghĩa tịnh độ cõi âm lẫn dương gian đều được lợi ích. Lão nhân gia nói rất rõ ràng. Tự tánh di đà Duy tâm tịnh độ Di đà ở đâu? Di đà là tự tánh Tịnh độ cũng là tự tánh tâm và tánh là một chẳng hai nếu quý vị thật sự hiểu rõ sẽ biết chư phật như lai và hết thảy chúng sanh có mối quan hệ mật thiết với bản thân chúng ta nói tới quan hệ thì mối quan hệ ấy thuộc loại luân lý tức là quan hệ nói theo phương diện luân lý kinh giáo đại thừa giảng quan hệ rất thấu kiệt giảng đến mức viên mãn rút ráo trọn khắp pháp giới hư không giới trên là chư phật dưới là chúng sanh có cùng một thể với chính mình chẳng phải là một nhà mà là một thể nói tới mối quan hệ này do vậy lòng yêu thương ấy được gọi là vô duyên đại từ từ là lòng yêu thương quan tâm Vô duyên là chẳng có điều kiện Đồng thể đại bi Bi là thương xót Thương xót hết thể chúng sanh mê mất tự tánh Phải biết họ và chúng ta là một thể Chẳng phải là người ngoài mà là đồng thể Vô duyên là giúp đỡ họ vô điều kiện Vì thế Trong dân gian có lòng chân ái Lòng yêu thương chân thật Chân ái là lòng yêu thương của Phật Bồ Tát Là Đại Từ Đại Bi Thật đấy Bậc giác ngộ thì có còn kẻ mê mất tự tánh chẳng phải là không có những kẻ ấy bị mê do mê nên lòng chân ái bị biến chất do vậy trong kinh đức phật gọi lòng yêu thương ấy lòng yêu thương của kẻ mê mất chân tánh là hữu ái duyên từ như trong thế gian hiện thời lòng thương yêu của cha mẹ đối với con cái gọi là ái duyên có lòng từ bi nhưng từ biên đối với kẻ có quan hệ máu mủ ruột thịt bị chi phối bởi mối quan hệ này lại có chúng sanh duyên từ bi tâm lượng lớn hơn một chút yêu thương chính mình mà cũng có thể yêu thương người khác câu phạm thiện nhân giai tu ái phạm là người đều phải yêu trong đệ tử quy chính là chúng sanh duyên từ bi bồ tát có pháp duyên từ bi lại cao hơn một tầng nữa các ngài liễu giải chân tướng sự thật thật sự đạt đến minh tâm kiến tánh đại kiệt đại ngộ đó là lòng từ bi của phật lòng từ bi ấy chẳng có điều kiện đó mới là chân ái những lòng ái khác có điều kiện còn lòng ái này chẳng có điều kiện chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì học phật mới tìm được người thân thật sự chúng ta giống như trẻ nhỏ mê mất phương hướng thật sự tìm được cha mẹ tìm được người quan tâm yêu thương chúng ta rồi những người ấy là chư phật pháp thân bồ tát các ngài thật sự có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ trở về tự tánh công đức viên mãn bởi lẽ chỗ khác nhau giữa chúng sanh và phật là mê hay ngộ trừ mê và ngộ ra chẳng có gì khác nhau trong giáo pháp đại thừa quý vị càng đọc càng hiểu rõ càng minh bạch đọc đến cuối cùng quý vị quát nhiên hiểu rõ nguyên lai đương hạ tức là ở ngay nơi đây ngay trong lúc này Trịnh tông thật sự khó tịch, đặc biệt là đối với những phần tử tri thức. Tôi học Phật là do tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu. Lúc trẻ cũng theo học trong nhà trường, chịu ảnh hưởng của các giáo viên. Nghĩ Phật giáo là tôn giáo, là mê tín lại còn là đa thần giáo phiếm thần giáo trong các tôn giáo là một tôn giáo thuộc loại thấp tôn giáo bậc cao chỉ nói tới một vị chân thật qua biểu hiện phật giáo thật sự là mê tín Thọ ấy tôi chẳng liễu giải trong xã hội hiện thời kẻ chẳng liễu giải càng nhiều tôi học triết học với thầy phương trong khóa học cuối cùng thầy giảng triết học trong kinh phật tôi nói phật giáo là tôn giáo mê tín là phiếm thần giáo kiếm đâu ra triết học thầy bảo tôi anh không biết tuổi anh còn trẻ thích ca phật là một triết gia vĩ đại nhất trên thế giới triết học trong kinh phật là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới lúc ấy thầy bảo tôi như thế này học phật là sự hưởng thụ tối cao trong đời người trong khóa học ấy tôi tiếp nhận triết học từ kinh phật như vậy mới thay đổi quan niệm sai lầm trong quá khứ Nhận thức Phật giáo bằng nhãn quan mới Duyên của tôi rất thù thắng Sau khi Thầy Phương giới thiệu Phật giáo cho tôi biết Không đầy hai tháng sau Tôi có cơ hội quen biết chuyên gia đại sư Do một thân dương Mông Cổ Cuối đại thanh Giới thiệu cho tôi quen biết chương gia đại sư Khi đó tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp Đây cũng là do Thầy Phương Từ Bi Chỉ cho tôi đường lối học tập Thầy nói Phật Pháp chẳng ở trong chùa chiền Ở đâu? Trong kinh điển anh muốn thật sự tìm được phật giáo phải tìm từ kinh điển sự hướng dẫn này vô cùng quan trọng do vậy tôi chung thủy cảm tạ ân đức thầy bởi lẽ không có sự chỉ điểm ấy chúng tôi sẽ tỉnh giáo người xuất gia nhiều kẻ xuất gia vứt bỏ kinh giáo chẳng học tập chẳng thể thuyết pháp trong tình hình ấy chắc chắn chúng tôi sẽ hoài nghi Lòng tin chẳng còn nữa Do cụ Phương biết Phật Pháp ở trong kinh điển Cụ nói thuở xưa Người xuất gia và tại gia học Phật Đều là những bậc học vấn lỗi lạc Thật sự là đại đích Đại triết Hiện nay rất hiếm những người như vậy Sau khi tôi tiếp xúc Dương Gia Đại Sư Ngày dạy tôi học về Thích Ca Mâu Ni Phật Bảo tôi hãy xem hai tài liệu Hai tài liệu ấy Ở trong Đại Tạng Kinh Thọ ấy chưa có bản lưu hành riêng Đó là Thích Ca Phổ Và Thích Ca Phương Chí Lão dân gia rất từ bi Anh muốn học Phật trước hết Anh phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật Sẽ chẳng đi lòng vòng Sau khi đọc xong hai tài liệu ấy Tôi mới biết Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật rất vĩ đại. Nói theo cách bây giờ, Ngài là nhà giáo dục, chẳng dướng mắt trong tôn giáo. Xuất thân từ dòng dõi vua chúa, phụ thân Ngài là quốc dương. Ấn Độ cổ thuở ấy, Chẳng khác thời xuân thu chiến quốc của Trung Quốc cho mấy Đều có rất nhiều quốc gia nhỏ Ngài là dương tử 19 tuổi rời khỏi gia đình đi tham học Do vậy chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật Tuổi thanh niên vô cùng hiếu học Rời khỏi gia đình để cầu học Cuộc sống rất khổ sở Giống như vị tâm khổ hạnh Ấn Độ thuở ấy quả thật Là một nơi tốt đẹp Thuở ấy Học thuật trên địa cầu này Đặc biệt là kiếp học Có thể coi như Ấn Độ đứng đầu thế giới Tôn giáo cũng giống như thế Ấn Độ là xứ sở tôn giáo Tất cả các bậc đại nhất trong tôn giáo Ngài đều gặp gỡ Học tập Lại còn học hết sức nghiêm túc Tất cả các học phái Ngài cũng đều học qua khi ấy phong khí thiền định ở Ấn Độ rất thịnh. bất luận là tôn giáo hay học thuật đều coi trọng thiền định. tứ thiền bát Đình nói trong kinh Phật chẳng phải do thích ca mâu ni Phật đề xứ. Chẳng phải gì Tôn giáo lẫn học thuật của cổ Ấn Độ Đều học những môn này Đương nhiên Chàng thanh niên thích ca bông Cũng không ra ngoài lệ ấy Thiền định Có thể đột phá các chiều không gian cho nên phát hiện lục đạo Lục đạo là thật, chẳng giả dạ. Quý vị tu định đến một trình độ nhất định Sẽ thấy giống như họ đã thấy Hoàn toàn giống như các vị đã nói Người thấy những điều này nhiều lắm Phía trên là từ 28 tầng trời Phía dưới đến A Tỳ Địa Ngục Họ hiểu trình trẻ tình trạng trong toàn thể lục đạo Nhưng mà nếu hỏi lục đạo ở đâu mà có Vì sao có lục đạo Ngoài lục đạo ở ngoài còn có thế giới hay chăng Vấn đề này không chỉ hết thảy các tôn giáo của Ấn Độ Chẳng có cách nào trả lời Mà những triết gia Ấn Độ cũng chẳng thể giải đáp Thế cả Bồ Đi Phật tu 12 năm Đến năm 30 tuổi Thôi học tập Học 12 năm Rốt cuộc đã tốt nghiệp Buông bỏ Tinh tòa Dưới cội cây tầng Bát La Bên bờ sông Hằng Khai ngộ Cái ấy về sau được gọi là Bồ Đề Thụ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ Ngài Đại Kiệt Đại Ngộ ở nơi ấy Dắp chân định càng sâu hơn Thiền định gì vậy? Trong Kinh Lăng Nghiêm định ấy được gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Kinh Hoa Nghiêm gọi định ấy là Sư Tự Phấn Tấn Tam Muội Đó là kiến tánh Đó cũng là nói Thật sự buông khởi tâm đồng niệm xuống Chẳng khởi tâm không đồng niệm bèn khôi phục tự tánh mới thật sự hiểu rõ ràng tranh trẻ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh lúc đạo luân hồi là chuyện nhỏ nhặt quá nhỏ bé thầy đều hiểu rõ ràng đương nhiên hết sức vui sướng ngài bèn tường thuật báo cáo tỉ mỉ cảnh giới này Nói với ai? Nói với con người Người ta nghe chẳng hiểu Đừng nói người thế gian chúng ta nghe không hiểu Chư thiên trong 28 tầng trời nghe cũng không hiểu Bởi lẽ Ngài giảng trong định Chúng ta thấy thức Ca Mâu Ni Phật tỉnh tọa với cõi Bồ Đề Đâu biết Ngài giảng Kinh quan Nghiêm nơi ấy Kinh quan Nghiêm là cảnh giới khai ngộ của Đức Thế Tôn Ngài nói cặn kẽ Nêu bài toàn bộ Nói trong bao nhiêu ngày Theo kinh chép thì hai thất Tức 14 ngày Cũng có kinh bảo là giảng trong 21 ngày Chúng ta có thể không cần quan tâm tới chuyện này Cũng không cần phải khảo chứng Đừng phân biệt chấp trước chuyện này Tối đa là 21 ngày Giảng trong định Trong thiền định Thời gian và không gian chẳng còn nữa Thời gian và không gian chẳng còn Chúng ta có thể tin chuyện này Vì sao? Có chứng minh khoa học Khoa học chứng minh như thế nào? Thôi miên rất khoa học Trong thôi miên Thời gian và không gian chẳng còn nữa Quý vị thấy thôi miên hai tiếng Người được thôi miên có thể nhớ được Dài đời trong quá khứ Lúc bị thôi miên Người ấy có thể tới thiên đường Mà cũng có thể xuống địa ngục Quý vị thấy đó Đột phá thời gian lẫn không gian Do chúng ta biết Thôi miên cũng là tinh thần Phải buông lỏng hết thảy Buông xuống hết thảy Trong tâm không có tạp niệm Có cùng một nguyên lý với thiền định Công phu thiền định càng sâu hơn Thời gian nhập định càng dài hơn 7 ngày 21 ngày Trọn pháp giới hư không giới Quả thật đều có thể thấy rõ rệt Minh bạch Thật ra có cần tốn gần ấy thời gian hay không? Không cần đâu Chỉ trong một niệm Trong một niệm bèn thông đạt hiểu rõ Tùy thuộc quý vị buông xuống nhiều hay ít Sai việc chẳng do công phu càng hay sâu Mà do quý vị buông xuống nhiều hay ít vì thế Quý vị muốn dụng công Ngang muốn phần đừng chấp trước Buông xuống càng nhiều Tâm quý vị càng thanh tịnh Càng gần với tự tánh Trong cuốn Tu Văn Nghiêm Áo Chỉ Dòng Tận Hoàng Nguyên Quán có nói Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Tức là càng buông xuống nhiều Càng gần với tự tánh Càng gần tự tánh quý vị càng liễu dạng Sau khi liễu giải chân tướng Lão dân gia xuất định Bắt đầu dạy học Vì sao bắt đầu dạy học Tâm tự bi tự nhiên lưu lộ Chẳng có lý do Không có điều kiện Thấy chúng sanh Bè muốn giúp họ trở về tự tánh Vì lẽ gì Họ và ta là một không hai Người giác ngộ biết Kẻ mê chẳng biết Ta và người là một thể Làm như thế Dài suốt 49 năm Đức Thế Tôn Viên tịch lúc 79 tuổi Từ năm 30 tuổi Bắt đầu dạy học Tới năm 79 tuổi Do đó Ngài giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Chúng ta nhìn từ chỗ này Ngài dùng thân phận nào Mang chức nghiệp giáo sư Suốt đời dạy học Dạy gì Hết thảy Các kinh do Đức Phật đã giảng lúc còn tại thế Chưa chép thành văn tự Đều chỉ là nói miệng Sau khi Đức Thế Tôn viên Tịch Các học trò đem những gì Thầy đã dạy Đã nói trong quá khứ Ghi chép lại Đến khi ấy mới trở thành kinh điển Ghi chép cũng chẳng phải là chuyện đơn giản Phải tìm người nhắc lại tìm ai tìm a nan a nan là thị giả của đức phật kinh do thích ca mâu ni phật đã nói trong một đời ngài a nan đều nghe qua a nan là em họ nhỏ nhất của đức phật anh em họ của ngài gồm tám người thích ca mâu ni phật lớn nhất a nan nhỏ nhất tức lão bác kém phật hai mươi tuổi Do thời ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh từ 20 năm trước đó. Tức là khi Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu giảng kinh, ngài A Nan mới sinh ra. Đức Phật đã giảng kinh suốt 20 năm, ngài A Nan mới xuất gia năm 20 tuổi. Những kinh Phật đã giảng trong 20 năm trước, A Nan chưa được nghe. Vì thế, kinh có chép, những lúc rảnh rỗi, Đức Thế Tôn đem những gì đã nói trong quá khứ đều giảng lại cho ngài A Nan nghe. Cho nên ngài nghe kinh rất hoàn chỉnh. Ngài A Nan có trí nhớ đặc biệt tốt, nghe một lần vĩnh viễn chẳng quên, giống như máy thổ âm. Ngài có thể nhắc lại nguyên văn, có khả năng hy hữu này. Trong các đệ tử Phật chỉ có ngài có trí nhớ cao nhất. Vì thế, sau khi Đức Phật diệt độ, mọi người thỉnh ngài A Nan lên tòa giảng lại. 500 vị A-la-hán là các đệ tử Đức Phật Trong thọ ấy Họ là những gì thường nghe kinh Đều chứng minh Kinh nói ra phải được 500 A-la-hán đồng ý Anh đang nói không sai Đức Phật đã nói như thế Rồi mới ghi chép lại Nếu có điều nào bị một ai đó nghi ngờ Phải lược bỏ điều ấy Nhằm giữ chữ tính với người đời sau Kinh tạng được kết tập nghiêm ngặt như thế chẳng phải là chuyện dễ dàng. Danh từ dùng để kết tập tội ấy là phạm văn. Hiện thời rất ít người hiểu cổ văn Ấn Độ. Kinh điển truyền đến Trung Quốc bằng tiếng Phạm. Thọ ấy, những lưu học sinh Trung Quốc, những vị cao tăng sang thiên trúc cầu Pháp đến Ấn Độ học tập cũng học phạm văn từ tiếng phạm về sang tiếng hán mà có thể chẳng bị sai lầm ư này chúng ta dịch một bài văn chương từ tiếng anh sang tiếng hán có thể dịch đúng một trăm phần trăm hay không không thể nào nói chung là có sai lầm đừng nói ngôn ngữ ngoại quốc Đối với cổ văn Trung Quốc Quý vị lấy một bài văn chương của cổ nhân Tìm vài người hay tìm mười người Bảo họ dịch bảy thành văn bạch thoại Mười người dịch khác nhau Rốt cuộc dùng tiêu chuẩn nào để phán định đúng sai Rất khó nói Điều này có thể khiến cho người ta tin tưởng Tính chính xác của kinh Phật hay chăng Khi ấy tôi đã tỉnh giáo Tiên sinh phương đông Mỹ chuyện này Làm thế nào để khiến chúng ta sanh khởi lòng tin Thầy Phương hết sức cảm khái nói Người Trung Quốc thời cổ chẳng giống người Trung Quốc hiện thời Người Trung Quốc hiện thời đến mất lòng tự tin dân tộc Nên mới bị lăng nhục lớn lao như thế Chịu lắm khổ nạn như vậy Xưa kia Trung Quốc không như vậy Hết sức tự hào kinh niệm tiếng phạn sau khi dịch sang tiếng hán không những ý nghĩa chẳng bị sai lầm mà văn tự còn đẹp đẽ bóng bẫy hơn nguyên văn nói cách khác đã có bản tiếng hán có thể không cần đến bản tiếng phạn tự hào như thế đó tại trung quốc vào thời tùy đường người trung quốc Thật sự giống người Trung Quốc Đâu phải như hiện thời Tề phương dạy tôi như thế Quá giải nỗi nghi vấn của tôi Đúng không? À. Đúng Từ xưa tới nay Trung Quốc quả thật là một nước lễ nghĩa Là một nước to lớn bên mông Mãi cho đến đời thanh Lòng tự tin ấy bị mất sạch Vào cuối đời thanh Vào cuối triều đại Mới nảy sinh vấn đề Rất nhiều nhân tố khiến cho vấn đề nảy sinh. Sự cận đại đã chép rất rõ ràng chẳng phải là truyền thống trung quốc có vấn đề mà do người lãnh đạo đất nước thuở ấy là từ hy thế hậu có vấn đề đúng là một người khiến đất nước hưng thịnh một người khiến cho quốc gia dân tộc bị diệt vong liên quan tới một cá nhân quá lớn nhà thanh từ thuở khai quất cho đến đời chồng của bà ta là vua hàm phong từ hy thái hậu là phi tử của hàm phong để dương các đời đều mời các bậc cao nhân nho thích đạo nói theo danh từ hiện nay là chuyên gia học giả vào hoàng cung hoàng đế vẫn phi tần danh võ đệ thần nghe giảng mỗi ngày học tập mỗi ngày thật sự làm từ hy phế trừ chế độ này Từ hy không theo những bậc đại đức nho thích đạo nữa Không nghe lời họ nữa Bà ta mê tín cầu cơ phò loan Ham chuyện thần tiên Quốc gia đại sự đều đem chưa hỏi trong đàn cầu cơ Do vậy mất nước Chương gia đại sư kể cho tôi biết chuyện này đời trước của ngài chương gia là quốc sư của các đời hoàng đế nhà thanh trong tứ đại lạc ma chỉ có mình ngài có đạo tràng tại bắc kinh chương gia đại sư có trụ sở tại bắc kinh ngài thường ở bắc kinh để làm cố vấn cho hoàng thượng lão dân gia cho tôi biết chuyện xấu do tự hi gây ra bà ta phá hoại chế độ. À. Người lãnh đạo có để truyền thống dần dần ảnh hưởng tới quần chúng. À, Nếu chúng ta truy cứu à, truyền thống văn hóa tốt đẹp như thế à. vì lẽ nào mà trở thành đông nổi như hiện giờ đầu mối do từ khi chúng ta phải biết yêu mến phải làm thế nào để khôi phục truyền thống văn hóa do vậy sau khi chúng tôi hiểu rõ ràng minh bạch chuyện này mới biết phật pháp thù thắng càng học càng ham thích khi ấy mới phát hiện thật sự phát hiện của báo Phát hiện kinh giáo là món trân bảo thù thắng khôn sáng Nhưng trong giáo pháp Đại Thừa thường nói Phật Pháp vô dân thuyết Tuy trí mạc năng giải Phật Pháp không có người nói Thì tuy có trí dịch không thể hiểu được Hiện thời sách vở thì có Nhưng thiếu người truyền thừa Trong thời dân quốc Đúng là đời sau thu đời trước Đã đến thuở mặt Trong thời kháng chiến Nói chung còn có mười mấy vị xuất gia Và tài gia hoàng dương Phật Pháp Sau thời kháng chiến Ngày càng ít Bậc đại đức hiếm hoài Thiếu người kế tục Đặc biệt là trong 50 năm gần đây Chúng ta biết Phật giáo thật sự hoàn toàn chẳng có diện mục Tại Đài Loan Thật sự giảng kinh dạy học Chỉ có mình thầy Lý Cụ mở một liên xã tại Đài Trung Trong liên xã mở lớp dạy học Cụ mở mười mấy lớp đều là dạy truyền thống văn hóa giống như giáo dục xã hội hoặc lớp huấn luyện bộ túc không nhận học phí bản thân thầy lý lắm tài nhiều nghề biết rất nhiều thứ có năng lực dạy dỗ Cô dạy học tại Đại Trung 38 năm Tịch năm 97 tuổi Cô giảng kinh tại Đại Trung suốt 38 năm chẳng gián đoạn Nhưng mỗi tuần chỉ giảng một buổi Ấn định buổi học nhằm ngày thứ tư Thời gian cố định, nơi chốn cố định Do vậy, cụ chẳng cần tuyên truyền Thứ tư mỗi tuần đến từ quan đồ thư quán ở Đại Trung Nhất định thấy cụ giảng kinh ở đó Mỗi tuần một lần Cô dạy lũ học sinh chúng tôi Là những học sinh trẻ tuổi Học giảng kinh Cũng là mỗi tuần một lần Nhằm ngày thứ sáu Dạy chúng tôi giảng kinh Còn dạy cổ văn Thì như một lớp học nhỏ Của nhóm ông Giang Nhật Tử Họ học thi từ dưới cục ngoài ra còn nhiều khoa mục nhưng chính thầy tìm không ra thời gian phải mời giáo viên từ bên ngoài đến dạy đó là giáo dục xã hội nên xét về điểm này rất giống với cách thức dạy dỗ thời thích ca môn đi phật đối với phật giáo trên toàn thế giới hiện thời Tôi nghĩ nếu nói đại lược Tối thiểu có sáu hình thức khác nhau Mà chúng ta phải biết Loại thứ nhất Là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật Lão dân già suốt đời làm thầy Nói theo cách bây giờ Ngài là một nhà giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên Ngài mang thân phận là một người có nghĩa vụ Làm công tác giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên Không nhận học phí Cuộc sống rất đơn giản Ăn một bữa ngọ Ngủ dưới gốc cây Suốt đời không xây trường học Giảng dạy giả ở chỗ nào Rừng núi dưới cội cây Số người học chẳng ít vì thế này chúng ta nghĩ đến, thấy chẳng đơn giản, thường tùy chúng là một ngàn hai trăm năm mươi lăm người, những gì này chẳng rời khỏi phật. Tôi nghĩ những người tham dự khác tối thiểu cũng bằng số này. Nói cách khác, khi phật dạy học thính chúng phải tới hai ba ngàn người, Thỏa ấy đâu có máy quét âm ở trong đồng trống nếu người ta nghe không rõ ràng có còn hứng thú theo học với phật nữa không à, buổi tối nghỉ với cội cây gió thổi nắng hung mưa táp đều chẳng ngại thân kim can bất hoại mà giữa trưa ăn một bữa người ta cho gì ăn ấy chẳng phân biệt tí nào đó là hạng người gì thân thể gì vậy Chúng ta ngắm lại Không có cách nào sánh bằng Chúng ta ra ngoài đồng ở một đêm Hôm sau về nhà bèn há bệnh Làm sao có thể sánh bằng Chẳng phải là một hai ngày Mà là sống như vậy suốt 49 năm Chẳng thể khiến kẻ khác bồi phục Thật sự có công phu Thân lẫn tâm đều khỏe mạnh Đây chính là Phật giáo nguyên gốc của Thích Ca Mâu Ni Phật Là dân gia suốt đời chẳng lập đạo tràng là có lý của Ngài Bởi lẽ lập đạo tràng sẽ có kẻ khởi ý niệm công quẹo Làm thế nào để có đạo tràng ấy? Ngài không có đạo tràng vì biết người đời sau đối với đạo tràng sẽ có tác dụng phụ kiến giải chấp trước tham cầu lệch lạc thứ gì cũng có chúng ta nên học theo điều này phật giáo truyền sang trung quốc đạo tràng như quốc gia hoặc những gì trưởng giả đại phú kiến tạo đều gọi là thập phương đạo tràng đều chẳng thuộc thư nhân Đạo tràng tự quản lý là cách thức rất hay Có thể những người điều hành đều được bầu ra Do vậy Phật môn có chế độ tuyển cử sớm nhất Chủ trì hai đương gia đều do tuyển cử nghiêm kỳ một năm Vì lẽ gì? Đây là phục vụ Phục vụ thì chẳng thể bắt người ta phải phục vụ mạng Mỗi cá nhân đều phải có nghĩa vụ này Hoàn toàn là nghĩa vụ Vì thế mỗi cá nhân tối thiểu phải phục vụ một năm Trong chùa chiền Ngày 30 tháng chạp Các vị chấp sự cùng từ chức bầu cử lại Ngày hôm sau những người mới được tuyển cử Sẽ dặm chức vào ngày mùng 1 tháng giêng Đến hôm 30 tháng chạp năm ấy sẽ cùng từ chức. Vì vậy, đây là một chế độ tốt đẹp. Chẳng có ai tranh chấp. Thật sự là tuyển lựa người tài năng và đích độ làm trụ trì đạo tràng. Bởi lẽ, đây là một cơ cấu giáo học. Tại Trung Quốc, đã có chế độ này chính thức đi vào khuôn khổ, chính thức tiến hành công tác giáo dục. Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo học tư dân Giống như khổng lão Khu tử cũng là giáo học tư dân Sau khi Đạo Phật truyền đến Trung Quốc Bạn có chế độ Chế độ này được gọi là chế độ Tùng Lâm Trong quá khứ Phương Tiên Sinh đã nhiều lượt nói với tôi về điều này Tối thiểu cũng phải mười mấy lần Tạo ấn tượng rất sâu đậm Thầy nói Phật giáo của Hương Dường nhất định phải khôi phục chế độ Tùng Lâm Chế độ Tùng Lâm là trường học Chính thức quản lý trường học Chủ tịch Tùng Lâm là hiệu trưởng Thủ tòa là giáo vụ trưởng Duy Na là quấn đạo trưởng Giám diện là tổng vụ trưởng Hoàn toàn giống với cách phân chia trách nhiệm Trong trường đại học Tuy khác danh sân Nhưng chức trách như nhau Quả thật là một trường học Đó là trong quá khứ hiện thời chẳng còn nữa hiện nay phật giáo biến thành tôn giáo chúng ta nên biết điều này xảy ra từ thời vua gia khánh trở đi trong thời càng long gia khánh chùa chiền tùng lâm trung quốc vẫn còn là nơi dạy học đời nào cũng có bậc cao tăng đại đức hiện nay để biến thành tôn giáo chúng ta cũng chẳng thể không thừa nhận nó Do vậy, loại thứ hai là tôn giáo Phật giáo. Quý vị thấy loại này lấy kinh sám Phật sự, Pháp hội làm chính yếu, chẳng giảng kinh, dạy học biến chất rồi. Loại thứ ba là biến thành học thuật. Trong trường đại học, ban triết học dùng kinh Phật để giảng dạy. Tôi cũng dạy mấy năm. Phật giáo biến thành học thuật, biến chất rồi loại thứ tư là du lịch giảng cảnh trong nước tức là loài phật giáo tham quan du lịch còn có một loại rất mới rất hợp thời trang là xí nghiệp phật giáo nghe nói còn có cạnh tranh tinh thị trường xí nghiệp phật giáo mà Loại cuối cùng là tà giáo Phật giáo Đeo chiếu bài Phật giáo Thật ra chẳng ăn nhập gì với Phật giáo Giống như cái gọi là Pháp Luân Công Hoàn toàn sai lầm Như vậy là tối thiểu Có sáu hình thức khác nhau Chúng ta đã học loại nào Phải hiểu rõ điều này Do chuyên gia đại sư chỉ tôi đường lối này Dạy tôi hãy học về thích ca mâu ni Phật Tôi cũng rất dân lợi Hết sức tôn kính Thầy Dân lời Thầy chỉ dạy Sau đó trong những Thầy dạy tôi học theo Thích Ca Boni Phật Mà còn mong tôi hãy xuất gia Đi theo con đường của Thích Ca Boni Phật Tôi làm theo chứng thực lời cụ phương đã nói học phật là hưởng thụ tối cao trong đời người thật là hạnh phúc sung sướng mỹ mãn có thử thách hay chăng thử thách hết sức nhiều thử thách đều là khảo thí chúng ta học phật đối với người đối với sự đối với vật phải vĩnh viễn giữ tấm lòng cảm ơn quý vị sẽ luôn gặp phải quỷ bán chướng ngại thậm chí là hãm hại quý vị phải cảm ơn những người ấy vì sao họ đến khảo ta Ta đều có thể vượt qua Chẳng quán hận Chỉ cảm ơn Vì lẽ gì họ chứa ngại ta như thế Đại khái là do hai nguyên nhân Một là trong đời quá khứ Có lẽ ta chướng ngại họ Đấy là quan quan tương bản Này chúng ta hiểu rõ Giác ngộ Tiếp nhận quả báo này Quá giải quan nghiệp ấy Ta chẳng trả thù họ Mà cũng đừng nên quán hận họ Một nguyên nhân khác là từ xưa đến nay, đây là điều chẳng thể tránh khỏi. Bị đố kỳ chứng ngại là do bản thân chúng ta cư xử chẳng cẩn thận, thái độ chẳng kiêm tốn khiến kẻ khác sinh lòng ghen ghét. Đó là ta sai, chẳng phải kẻ ấy sai. Chúng ta cũng phải cảm ơn kẻ ấy. Trong Phật Pháp, nơi đâu hữu duyên bèn đến đó hữu duyên được gọi là thời tiết nhân duyên cổ nhân trung quốc thường nói nhân vô thiên nhật hảo qua vô bách nhật hư người chẳng tốt đẹp ngàn ngày qua chẳng thơm trăm bữa người và người ở chung với nhau có thể ở chung ba năm Quý vị bèn chán ngán Nảy sinh vấn đề Chúng ta phải biết dè dặt Cẩn thận trong khởi tâm đồng niệm Lời lẽ hành vi Phải lấy những lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát Thánh Hiền Làm tiêu chuẩn ứng xử cho chúng ta Nghiêm ngặt tuân thủ Chắc chắn sẽ có ích Đối với những kẻ thương tổn chúng ta Chúng ta dùng tâm tình báo ân để đối đãi. Lâu ngày họ sẽ biết Biết rồi cũng sẽ hối cải. Nhưng mà như thế nào? Nói xin lỗi là vấn đề thể diện Chúng ta biết điều ấy trong tâm kẻ ấy chẳng còn quá hơn chúng ta Quá giải rồi Quý vị nói xem chuyện này có vui sướng lắm hay không Là chuyện tốt đẹp như thế đó Mới lẽ trong thế gian hiện tại quan quan tương báo quá nhiều Vì lẽ gì Quý vị đối xử với người khác Chẳng ban ân bố đức Có tránh kết quán với người khác Nay vì sao con hiếu cháu hiền ít ỏi Quý vị ngẫm xem Chính mình có bố thí ân đức Đối người ngoài hay chăng Bố thí ân đức Mới có kẻ báo ân tìm đến Bố thí tài vật Mới có người tới trả nợ Luôn luôn toàn chiếm phần tiện như hơn người Đó là gì Còn cháu của quý vị là kẻ đến đòi nợ Đầu đầu cũng ngạo nghệ Lên áp người khác Như vậy sẽ có kẻ tới báo quán Phiền phức ở chỗ này Chúng ta nhất định phải hiểu điều này Điều là tự làm tự chịu Mọi người đều là người tốt Tổ tiên dạy chúng ta Dân tánh bổn thiện Tánh con người vốn lành Đại thừa Phật Pháp dạy chúng ta Tất cả chúng sanh vốn là Phật Chúng ta thấy người khác như thế nào Chúng ta phải thấy người khác Hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát Đều là Phật Thật đó, chẳng giả đâu Vì sao thiện tài chứng đắc Phật quả Rốt đáo viên mãn trong một đời Xưa kia tôi giảng kinh Hoa Nghiêm Giảng tứ thập Hoa Nghiêm Cũng bỏ ra không ít thời gian Đáng tiếc là khi ấy Ngay cả bái thu âm cũng chưa có Tôi giảng kinh được một nửa bèn hiểu rõ Biết biết quyết thành tựu của Ngài chính là Trong lòng Ngài chúng sanh toàn là thiền tri thức Toàn là Phật Bồ Tát Cho nên Ngài thành tựu Tôi quan sát cẩn thận Tìm ra thông tin này từ kinh điển Thầy của Ngài là văn thù Bồ Tát Ngài đắc căn bản trí nơi văn thù Bồ Tát Mà cũng là đắc thanh tịnh tâm Đại triệt đại ngộ Ngộ rồi khởi tu Khởi tu là gì? Khởi tu là sống Văn thù Bồ Tát bảo Ngài đi tham học 53 lần tham học Tham học là gì? Tiếp xúc các tầng lớp trong xã hội Hết thảy mọi người mà quý vị tiếp xúc từ sáng đến tối Toàn là Phật, toàn là Bồ Tát Chỉ có một mình ta là Phạm Phúc ngài mang tâm thái như vậy áp dụng toàn bộ những điều đã học từ chỗ thầy vào cuộc sống áp dụng trong công việc áp dụng trong xử sự, sự đãi người tiếp vật khi thầy phương giới thiệu kinh quan nghiêm đã bảo tôi kinh quan nghiêm có lý luận viên mãn có phương pháp thiền xảo Cuối kinh lại còn có biểu diễn 53 lần tham học là biểu diễn Quý vị thấy Đem đạo lý và phương pháp áp dụng vào cuộc sống Công tác, vào sử sự, sự, Đối dân xử thế cho quý vị thấy Cụ nói bộ sách giáo khoa này Cụ quan niệm kinh quan nghiêm Là Phật học cái luận bậc nhất trên thế giới Tìm chẳng ra loại tài liệu giảng dài thứ hai nào tốt đẹp như thế Vì thế vào tuổi xế chiều Lão dân gia dạy triết học qua nghiêm cho chương trình tiến sĩ Ở Đại học Phù Dân Đại học của Giáo hội Công giáo Đúng là thỏa thích Chúng tôi được thầy chỉ dạy mới biết Phật Pháp thù thắng khôn sánh. Phật Pháp quả thật có thể giải quyết vấn đề của chính mình. Bản thân tôi có rất nhiều vấn đề. Trong đời quá khứ, chẳng tu phước báo. số mạng có thật quý vị đọc liễu phàm tứ quấn thấy tiên sinh liễu phàm được khổng tiên sinh đoán mạng suốt hai mươi năm chẳng sai mảy may mã. thu nhập hàng năm thứ tự đổ đạt địa vị đẳng cấp mỗi năm đã định trước trong số mạng Trong cuộc sống hàng ngày Tiên sinh viên liễu phạm chuyện gì cũng chẳng nghĩ tới Cùng thiền sư dân cốc Ngồi trong thiền đường suốt ba ngày ba đêm Chẳng khởi một niệm Loại người này rất ít Thiền sư dân cốc rất kinh ngạc Ba ngày ba đêm chẳng khởi một niệm Công phu này khá lắm liền hỏi ông ta ông tu như thế nào ông ta liền đáp lời cũng rất thật thà con chẳng có công phu gì số mạng đã được người khác đoán sẵn khởi niệm vô ích chẳng thà coi như xong chẳng khởi niệm nữa thiền sư dân cốc cười bảo ta ngỡ ông là thánh nhân hóa ra ông vẫn là phàm phu ông ta hỏi sao thầy nói gì sư bèn giải thích đây là một người thật sự hiểu mạng dần chẳng khởi vọng tưởng quý vị tin vào số mạng hãy xem thiền sư dân cốc dạy ông phương pháp sửa đổi số mạng số mạng quý vị do đâu mà có do các nghiệp nhân trong đời quá khứ tạo thành lúc tôi mới học phật Chuyên gia đại sư dạy tôi Ngài đã già lớn hơn tôi 39 tuổi Khi ấy tôi 26 tuổi Lão dân già đã 65 tuổi Sư đã gặp nhiều người Theo sư nhận định Con người tôi ngoại trừ có chút thông minh nhỏ nhặt Trong số mạng chẳng có củ cải, Chẳng có địa gì Là kẻ bần tiện Có số ăn mặc Còn có một tí thiện căn, Đây là điểm khó có Biết tôn sư trọng đạo hiếu thuận cha mẹ Thọ mạng chỉ được 45 tuổi Tôi tin tưởng lời sư Vì thế Ngài giúp tôi dạy tôi tu ba điều Tài bố thí, pháp bố thí, vô quý bố thí Dạy tôi những điều này để sửa đổi số mạng tại bố thí thì tôi không có tiền mỗi tháng bản thân chỉ có chút tiền lương đời sống khá chật vật tiền đâu để bố thí ngài hỏi tôi có cắt nào hay không một cắt cũng không có một đồng có được hay không một đồng vẫn được anh hãy bố thí từ một cắt một đồng trước hết phải có ý nguyện bố thí có ý niệm ấy Ngày sau tôi thường đến chùa miếu mượn kinh xem Chẳng có gì khác Chùa miếu có kinh sách Mua bên ngoài chẳng được Thấy nhà chùa in kinh sách Bèn quyên góp một ít tiền Chúng ta bỏ ra 50 xu Hai một đồng đều được Làm từ chỗ này Phóng sanh thì lúc tôi mới học Phật Bèn phóng sanh In kinh Đúng là càng phí càng nhiều Chẳng giả tí nào Sau này theo tệ lý học kinh giáo Rồi đi giảng kinh Giảng kinh là pháp bố thí Đại khái tôi giảng kinh 11, 12 năm Có lần đã gặp Cam Châu Hoạt Phật Vì này đã khuất Cũng là học trò của chương gia đại sư Cũng có địa vị rất cao trong Phật giáo theo truyền thống Tây Tạng Có một lần sư cho tôi biết Pháp sư tịnh không thầy đến đây tôi có lời muốn nói với thầy tôi nói thưa bậc gia chuyện gì thế tôi và sư rất thân thuộc sư nói chúng tôi phê bình sau lưng thầy tôi hỏi phê bình tôi điều gì sư nói thầy là người rất thông minh cũng là một người tốt đáng tiếc mạng thầy rất khổ đoạn mạng. Tôi đáp chuyện này có thể nói trước mặt mà tôi biết rất rõ, tôi đâu có bận tâm chuyện này. Sư nói mấy năm nay thầy giảng kinh công đức rất lớn, số mạng của thầy đã chuyển biến. Tôi hỏi thật sao, thật đó, thầy thọ mạng rất dài, phước báo rất lớn. Tôi cũng chẳng cầu phước báo, cũng chẳng cầu tuổi thọ. Thật đó. Sư nói với tôi chuyện này xong Năm sau bèn giảng sanh Tôi không ngờ sư giảng sanh nhanh như vậy Vì thế Gặp được Phật Pháp Vận mạng mới chuyển biến rất lớn Mỗi một lần bị dùi dập Là một lần được tiến triển với mức độ lớn Đồng học ở cạnh tôi đều đích thân thấy điều này Chúng ta học Phật Chỉ có một sứ mạng Mong cho chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật Tồn tại lâu dài học đòi thích ca bồ đề phật giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ phá mê khai ngộ bằng giáo dục Con người khổ nạn xã hội gặp tai nạn là gì đâu đều do chúng sanh mê hoặc điên đảo tạo tác nghiệp bất thiện mà cảm nhận làm thế nào để giúp chúng sanh giúp xã hội quá giải tai nạn dùng ngay biện pháp quen thuộc của thích ca mâu ni phật giảng kinh dạy học bởi lẽ người giảng kinh dạy càng đông cái được giáo hóa càng nhiều người giác ngộ càng lắm nhiều vấn đề trong xã hội sẽ được giải quyết cái gọi là thiên tai cũng dần dần bị quá dại chuyện này là thật chẳng giả đâu tiến sĩ gia bổn thắng làm thí nghiệm trên nước mới đây đã triệu tập một hội nghị tại đông kinh có mời tôi tôi viết một bài diễn giảng giao cho cư sĩ chung màu xâm thay tôi tham dự báo cáo trong đại hội khoa học chứng minh ý niệm của chúng ta chẳng thể nghĩ bạc bởi lẽ theo giáo pháp đại thừa Vũ trụ do đâu mà có Giảng pháp do đâu mà có Ta do đâu mà có Đức Phật nói rất rõ ràng Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Vì thế Chúng ta giải quyết vấn đề của mình Sẽ giải quyết vấn đề nơi hoàn cảnh đối với thiên tai trong môi trường hiện thời phật pháp đã dạy chúng ta một nguyên tắc chỉ đạo tối cao tức là quý vị phải thật sự hiểu tướng do tâm sanh cảnh chuyển theo tâm chỉ cần chuyển biến cái tâm giáo học của phật pháp không có gì khác và bảo chúng ta hãy chuyển ác thành thiện Thiện ác có tiêu chuẩn Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn trong nhà Phật Quý vị đừng coi thường 10 điều này Trong giáo pháp tiểu thừa 10 điều ấy được triển khai thành ba 000 quay nghi Trong đại thừa Bồ Tát Pháp Triển khai thành 8 dạng bốn 000 quay nghi Tức là 10 điều này mở rộng thành 8 vàng 4 ngàn điều. Chẳng thể nghĩ bạc. Do vậy, tu thập thiện viên mãn thì 8 vàng 4 ngàn điều quý vị đều thực hiện. Quý vị sẽ thành Phật. Đừng có thường 113 điều trong cuốn Đệ Tử Quy của Nho Gia. Nếu triển khai Thì chúng cũng thành tám dạng bốn ngàn điều Toàn bộ văn hóa truyền thống được thực hiện ngay trong đó Do vậy tứ thư ngũ kinh, mười ba kinh Thậm chí tứ khố toàn thư đều chẳng tách trời những điều ấy Mỗi một điều đều chẳng tách trời đều giống với thập thiện nghiệp đạt mỗi một bộ kinh mỗi một câu mỗi một chữ trong đại tàng kinh đều chẳng tích lìa thập thiện nghiệp đạt một tức hết thảy hết thảy tức một đúng vì hiện thời đúng là lúc tai nạn rất nhiều cho nên tôi phải phát tâm tạm ngừng giảng kinh quan nghiêm Từ một năm tới hai năm Để lần này giảng bộ kinh này Trong quá khứ tôi đã giảng kinh vô lượng thọ mười lần nhưng lần này tôi chẳng giảng kinh Mà giảng chú giải Giảng chú giải của ai? Giảng bản chú dạy của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hoàng Lão Cư Sĩ với tôi là bạn bè, mà cụ cũng là thầy của tôi. Cụ có cùng gia giới với thầy tôi. Lý Bình Lão Lão cư sĩ Lý Bình Nam <laughs> Là học trò của đại sĩ Mai Quang Hy Mai đại sĩ Và cụ Hạ Liên Cư Là sư huynh sư đệ Bạn bè hết sức thần thiết Cụ Hoàng Niệm Tổ Là cháu gọi cụ Mai Quang Hy bằng cậu Là học trò của Hạ Liên Cư Do trước kia chưa từng gặp mặt Nhưng tôi từ nghe cô Lý nhắc đến cụ Hoàng Có chút ấn tượng như thế đối với cụ Hoàng Nghiêm Tổ Tòa ấy năm 1986 Tôi là hội trưởng tối khoa của Qua Phật giáo hội tại Washington, Mỹ Quốc. Các đồng tu bảo với tôi Họ tính mời một vị thượng sư Mật Tông sang Mỹ Hoàng Pháp Khi đó tôi nghe xong Không cho là đúng Chúng ta là tịnh độ Tông Cho nên dính dáng môn phái khác Tôi nói chúng ta tham nhập một môn trường thời quân tu Tôi hỏi họ Vì đại đức mật tông ấy là ai thế Họ thưa Hoàng Niệm Tổ Trong đầu tôi có ấn tượng về Hoàng Niệm Tổ Tôi nghĩ mãi mới ra Tôi hỏi Có phải ông ta là cháu cụ Mai Quang Hy hay chăng Họ đáp đúng vậy Tôi bảo hãy thỉnh ông ta xem Thầy Lý đã nói đến gì này mấy lần Tôi tưởng cụ là người lớp trước Đã tịch rồi Nào ngờ cụ vẫn còn Trong nhân gian rất khó có Những điều cụ giảng là chân truyền Không có vấn đề gì Vì này được đích thân cụ Mai Và cụ Hạ uống nắng dài dỗ Tôi nói Vì đại đức này khó có Quý vị hãy thỉnh cụ đến Thỉnh cụ đến như thế Thỉnh đến rồi mới biết Cụ Hoàng Dương bản hội tập này trong nước Tôi Hoàng Dương tại Hải Ngoại Cụ nghe nói xong hai người chúng tôi hết sức cao hứng Điều hết sức khó có là khi ấy Cụ vừa viết xong bản chú giải In bằng Roneo Chứ in lờ mờ chẳng rõ ràng Chúng ta biết In thứ gì bằng Roneo nhiều nhất là công hơn 100 bản In hơn 100 bản Giấy sách sẽ chẳng thể dùng được nữa cho nên cụ mới dùng bản in như vậy Đương nhiên bộ sách cụ mang sang Mỹ Nhất định là chọn bản in tương đối rõ ràng một chút để tặng cho tôi Tôi đọc xong hết sức quan hỷ Cụ mong tôi viết lời tựa Do vậy lời tựa một chú giải ấy là do tôi viết Trước kia tôi sang Bắc Kinh sang vài lần Toàn là đến gặp cụ vì gặp cô mà sang đó Mỗi một lần sang đó Chúng tôi đều có một khoảng thời gian rất dài Để thảo luận các vấn đề Phật Pháp Cụ dạy tôi rất nhiều Do vậy chúng tôi là bạn bè thân thiết Mà cụ cũng là thầy tôi Tôi cũng cảm kích ân đức của cụ Bản hội tập này của cụ Hà Đâu phải làm dễ có Phạm Phu làm sao có thể làm được trong các lần hội tập trong quá khứ Các bản hội tập của Dương Long Thư Ngụy Mặt Thâm Hai thiết bản bằng trích lục phân chia thành chương đoạn của Bành Tế Thanh đều có vấn đề. Vẫn chưa thể coi là bản tận thiện tận mỹ Đọc bản này Nếu quý vị xem lời tựa Rất dài của cư sĩ Mai Quang Hy Sẽ thấy cụ Mai viết hết sức rõ ràng Do vậy ở Đài Trung Sau khi bản này truyền đến Đài Trung Thầy Lý đã giảng kinh này một lượt Khi ấy kinh chỉ có chú giải Chính cụ Lý dùng bút lông viết lời mi chú kỹ càng đầy đủ. Khi cụ giảng bộ kinh này Tôi còn chưa đến đại Trung Chưa được nghe Nhưng cụ đem bản vi chú này trao cho tôi Tôi có thể đọc hiểu Dù bản này tôi cũng có thể giảng Có năng lực này Do vậy khi đó Chúng tôi đã tính giảng bộ kinh này Trình lên Thầy thầy bảo chưa được chưa đến lúc chưa đến thời tiết nhân duyên vì thế các đồng tu ở đài bắc đã in kinh xong nhưng rốt cuộc đổi sang giảng kinh lăng nghiêm tôi ở đài bắc trước sau đã đem kinh lăng nghiêm học được từ lão dân gia giảng bảy lần do nguyên nhân gì đố kỳ chướng ngại Tại Đài Loan, mọi người có thành kiến đối với Cụ Hạ. Đối với Thầy Lý cũng có thành kiến. Nên Thầy bảo tôi hãy tránh né. Đến khi Lão Nhân Gia giảng sanh, tôi ở Mỹ, nghĩ Thầy đã cho tôi bản này. Rất nhiều người chưa thấy bản này. Tôi liền phát tâm in một vàng cuốn. năm sau, tức năm 1987, in xong xuôi, bèn cho lưu thông, tại ngoài quốc, các đồng học ở Mỹ thấy bản này hết sức thích thú, liền thỉnh tôi giảng dạy. Vì thế tôi giảng kinh đôi lần thọ lần đầu tiên tại Vancouver, Canada, lần thứ hai tại thành phố San Francisco. Trước sau giảng tất cả 10 lần. Kinh mới được giảng dạy lưu thông như vậy. Lần này tôi mang theo nguyên bản kinh này tặng cho ông Hồ Tiểu Lâm làm kỷ niệm. Để ông làm kỷ niệm. Ông ta cũng thọ trì kinh vô lượng thọ Số lần đọc tụng rất nhiều Từ nay về sau Chúng ta phải vĩnh viễn lưu truyền kinh vô lượng thọ Chúng ta cảm tạ ân đức hội tập của cụ Hạ Cảm tạ cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Nhập lòng chú giải bộ kinh này vì thế lần này tôi phát tâm giảng bản chú giải của cụ Gọi là diễn nghĩa Quý vị thấy Kinh Hoa Nghiêm có diễn nghĩa Đối với Kinh Di Đà Liên Trì Đại Sư có tác phẩm sớ sao Học trò của Liên Trì Đại Sư Là chú giải sớ sao Gọi là diễn nghĩa Đại khái Đối với diễn nghĩa Các vị có khái niệm sâu nhất Như là tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa Chúng ta dùng phương pháp này Để cùng nhau học tập Học tập nhằm thâm nhập Thấu triệt Theo phương pháp giống như Ông Hồ Tiểu Lâm học tập Tác phẩm Tu qua nghiêm áo chỉ Giọng tận hoàng nguyên quán Từng câu từng chữ chúng tôi đều giảng rõ ràng Trong những năm qua Chúng tôi gặp nhiều người thuộc giới học thuật Tôi tiếp xúc rất nhiều Đặc biệt là đối với sinh viên đại học hiện thời Cảm thấy họ không giống thổi trước Xưa kia khi tôi dạy tại đại học Sinh viên kể ra cũng khá lắm Khi lên lớp Chúng tôi đã không theo cách dạy thời cổ Mà là giảng dạy Giảng hai tiếng đồng hồ Sinh viên thường rất yên lặng lắng nghe Trong nhà trường hiện thời không thể làm như vậy được Sự chú ý của học sinh trong nhà trường hiện thời Đại khái chỉ có 15 phút Sau 15 phút họ sẽ không để tâm nữa Do vậy tôi thường đem chuyện này hỏi các giáo sư Quý vị dạy trong trường dạy như thế nào? Họ nói giảng bài 15 phút Sau đó thì sao? Sau đó là nói chuyện phím Dùng phương pháp này cho qua thời gian Chúng tôi thấy điều này hết sức khó chịu Cũng là do học sinh tánh khí hợi hợt Nói cách khác Đời chúng nó chứa mục tiêu thiếu phương hướng mù quáng hiện tượng này rất đau xót bởi vậy tôi nghĩ tới hai câu nói của khổng phu tử hôm nay tôi đặc biệt nêu ra hai câu này thuật nhi bất tác tính nhi hiếu cổ Dùng hai câu nói này làm thái độ học vấn rất hay Trượt nghi bất tác là gì? Không sáng tạo, không phát minh Phu tử tự nói Sở học, sở tu, sở giáo Sở truyền cả đời ngài Toàn là những thứ do cổ thánh tiên hiền đã nói Không có gì là của chính mình chúng ta có tin được hay không tôi học phật nhiều năm như thế mới tin tưởng đặc biệt là đối với những điều được nói trong kinh hoa nghiêm và bộ hoàng nguyên quán vì sao cổ thánh tiên hiền đều kiến tán thật sự minh tâm kiến tán tôi từng hỏi thầy lý tôi nói thưa thầy Cổng tử mạnh tử lão trang có phải là phật bồ tát tái Lai hay chăng thầy mỉm cười bảo tôi nói theo lý thì được nhưng trên mặt sự thiếu chứng cứ phẩm phổ môn nói nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy nhưng họ chẳng bộc lộ thân phận vì thế chúng ta có thể nói theo lý thì thông suốt họ đều là bậc đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh sẽ viên mãn quý vị chẳng thể thêm hay bớt chút nào luôn là viên mãn người ấy chứng viên mãn mà quý vị minh tâm kiến tánh cũng chứng viên mãn do vậy hai chữ như lai like có một cách giải thích như lai giả kim phật như cổ phật chi tái lại như lai là phật hiện tại giống như cổ phật trở lại giống như nhau cho nên nói những điều ta nói đều giống như cổ nhân đã nói đúng vậy chẳng sai tí nào tự tha bất gì vì vậy Đừng trách nhiệm cho lời cổ nhân nói Chính mình chẳng có sáng tạo phát minh Đó là Kim hư Bất luận là Pháp Thế gian hay Pháp Xuất Thế gian Kim Hư là bậc nhất Quý vị thấy trong 64 quẻ của Kinh Dịch Có câu mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích Tự mạng sẽ chút lấy tổn hại, Kim tốn được lợi ích Trong 64 quẻ, chỉ có quẻ Kim là lục hào giai cát Sáu hào đều tốt lành Tâm có người hiện thời hời hợt bột chợt Chẳng khiêm hư Do vậy Chẳng những không thể tiếp nhận thánh giáo Mà học được thế gian cũng chẳng thể thành tựu Hiện tại tìm chẳng ra Những nhà văn học giống như thời đường Tống Nguyên Minh Vì thế thuật nghi bất tác rất quan trọng tính nhi hiếu cổ đối với những trước tác của cổ nhân thành tâm tin tưởng một chút hoài nghi cũng chẳng có ưa chuộng cổ nhân vui thích những giáo huấn của cổ nhân những thứ ấy đã trải qua bao nhiêu thử thách chịu đựng nổi khảo nghiệm bị thời gian lẫn con người khảo nghiệm mà vẫn có thể lưu truyền tới nay chứng tỏ chúng có giá trị chúng ta phải tôn trọng nghiêm túc nỗ lực học tập quý vị thấy phật pháp nói theo lý rất đơn giản chúng sanh và phật chẳng khác nhau khác nhau ở chỗ nào mê hay ngộ Phật Bồ Tát đã giác ngộ Chúng sanh chưa giác ngộ Mê rồi Do vậy Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh Giúp gì? Giúp họ phá mê khai ngộ Giúp họ dòng tận hoàn nguyên Hết dòng trở về nguồn Đó là giáo dục Giúp họ hoàn nguyên Giúp họ chứng đắc Bồ Tát Chứng đắc Phật có công đức hay không? Chẳng có công đức Vì sao? Họ vốn là Phật Vốn là Bồ Tát Giác ấy là bổn giác Bổn giác vốn có Quý vị mới biết Những bậc đại thánh đại hiền giúp người Tâm địa thanh tịnh lắm Thật sự chẳng nhiễm mấy trận Chẳng có vọng niệm nào nếu tôi giúp quý vị như thế Là có ân đối với quý vị Đó là dòng niệm Không có dòng niệm ấy Chẳng có mảy may nào Cho nên các ngài thanh tịnh tự tại Chúng ta nhất định phải hiểu điều này Hiện thời có người hiểu lầm Phật giáo rất sâu Khi chúng ta giảng giải Phải đặc biệt giảng rõ ràng Người Ấn Độ nói Phật Người Hán nói Thánh Nhân phật nghĩa là gì nghĩa là giác ngộ thánh là gì thánh có nghĩa là hiểu rõ hiểu rõ chẳng phải là giác ngộ ư giác ngộ chẳng phải là hiểu rõ ư bởi lẽ tự tha là một chẳng hai chúng ta xin tụng khổng tử là chí thánh tiên sư chúng ta cũng có thể xin tụng phật giống như vậy chí thánh bổn sư dùng cách sinh hôn như vậy mọi người sẽ chẳng cảm thấy mê hoặc sẽ không nói Phật giáo là tôn giáo Chí Thánh Bổn Sư Về căn bản là một bậc thầy Cả hai đều dạy chúng ta Thuộc nhi bức tác Tính nhi hiếu cổ Hai câu nói này của khổng Tự Được chép trong sách luận ngữ Còn hai câu này của Phật Được ghi ở nơi đâu trong kinh quan nghiêm tức là trong lời giảng về tựa đề của bộ tứ thập quan nghiêm Thanh Lương Đại Sư Bảo Đức Phật còn nói viên mãn hơn khổng tử. Ngài nói Đức Thế Tôn từng bảo hết thảy các kinh do Lão Dân Gia đã nói trong 49 năm đều do cổ Phật đã nói. Đối với các kinh do cổ Phật đã nói, Đức Phật chẳng nói thêm một chữ nào. Thuật nghi bất tác. Ngài nói đến mức độ ấy đúng hay không? Vì sao? Phật hiện tại cổ Phật chẳng khác. Sở chứng của Phật hiện tại Là sở chứng của cổ Phật Sở thuật của Phật hiện tại Là sở thuật của cổ Phật Chẳng khác nhau Như vậy thì chúng ta thực hiện hai câu này ra sao Thực hiện trong lần này Đây là lần thứ 11 tôi giảng bộ kinh này Dùng Đại Kinh giải diễn nghĩa Hoàn toàn dựa theo bản chú giải của Thầy Hoàng Niệm Tổ chúng ta báo ân báo ân cụ hạ đã vì chúng ta hội tập một bộ sách viên mãn như vậy hi hữu khó gặp gỡ tôi tin cụ hạ chẳng phải là người thường mà là bậc tái lai tôi từng hỏi cụ hoàng cụ hoàng khẽ gật đầu bảo cho nên nói điều này với người ngoài chúng tôi biết trong tâm hiểu rõ lão cư sĩ hoàng niệm tổ cũng không phải là người tầm thường Trong hoàn cảnh khó khăn như thế Mà viết ra một bộ chú giải như vậy Quá khó có Sưu tập lắm tài liệu như thế Tôi đã đến nhà cụ vài lần Thấy các tài liệu chất đóng trong thư phòng Quả thật là tam bảo gia trị gần như cụ nghĩ đến thứ gì đều có người tặng cho người tầm thường có thể được như vậy hay chăng bộ kinh hay như thế bạn chú giải tuyệt như thế nếu chúng ta chẳng sốt sáng học tập sao chẳng phụ lòng cụ hà sao chẳng khiến cụ hoàng thất vọng sau khỏi phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật Đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này Báo ân Phật Báo ân Thầy Báo ân quốc gia Báo ân chúng sanh Chúng ta dùng phương pháp diễn nghĩa này Cũng là nghiêm túc Cẩn thận học tập đó là nhân duyên giảng kinh lần này trong thời đại này phương thức báo ân cụ thể là phải dùng phương pháp này chúng tôi làm trước tiên hôm nay đã hết thời gian chúng ta học tập tới đây ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học từ phần tiền ngôn lời mở đầu cảm ơn mọi người nam mô a di đà phật